Lời đầu, em xin gửi đến ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi Vọng Cổ Online 2019. Em tên là Ly Thảo, em đến từ Mỹ Quốc. Em sẽ được xin phép được trình bày hai câu vọng cổ trong bài hát được mang tên Bạch Thu Hà. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Xin cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.